nay Ngân có một cái thử thách mới. Đó chính là đây là bắp. Bắp mà hôm bữa xà lan Ngân chở á, thì có một số cô chú kêu Ngân rang thử cái bắp này, thử xem bắp này có nổ hay không. Thì xà lan của Ngân đang giao hàng á, thì Ngân lấy cái thao ra, Ngân xúc một miếng, xúc một miếng vào, Ngân sẽ nổ thử xem nó có nổ hay không. Chứ hôm bữa cái bắp mà Ngân đi ăn trộm với chị Nhung á, về nổ không có được mọi người, tại vì nó chưa có khô á. Còn cái bắp này là nó khô cứng luôn á. Bắp này Ngân mới hốt ở ngoài xà lan vô, cho nên là Ngân chưa có lựa, nó còn dơ dữ lắm luôn. Có mấy cái hạt nó bị cũ á, nó mốc á, mình sẽ lựa ra mình bỏ nha. Bắp này thì nó hơi cũ nè, nó có cái hộp này đang thui luôn nè. Đó, mọi người thấy rõ không? Mấy hộp đó nó bị cũ. Lúc nãy Ngân ra ngoài, Ngân hốt miếng bắp này á, nó muốn quẹo luôn cái xương sống, tại vì xà lan mình giao á nó lấy nhiều rồi, Ngân phải khum xác xuống dưới. Ông xã Ngân thì lên giao hàng rồi, có một mình Ngân à. Nắp hầm của mình khi mà mình nhận á, thì nó không có được bằng phẳng như khi mà nhận bã đậu, cho nên là Ngân hốt rất là cực. Khum Ngân nằm dài trên cái đường rầy luôn. Ông xã Ngân không có chứ này, có một mình Ngân à, Ngân không có quay clip luôn. Bữa ở trên mạng có cái chú kia chỉ Ngân bắp này nè. Chú nói nếu mà bắp khô quá thì mình sẽ rửa qua nước, Ngân sẽ sàng cho mấy cái mà nó lụng dụng nó bể nó sẽ rớt ra nha. Cái này hạt bể nhiều lắm, hạt nó bị bể do là mình giao nhận qua nhiều công đoạn á, thì nó bị giống như là nó bị xay xát á, qua nhiều máy móc quá. Bắp này nó dơ lắm mọi người, Ngân nghĩ là chắc phải rửa, dơ lắm. Bắp này thì Ngân thấy nó cũ quá à, không biết nổ được không nữa, Ngân sẽ nổ thử nha. Bị bể nhiều quá, mấy cái hạt bể này xíu vô là nó không có nở nè. Lần đầu tiên mà Ngân nổ bắp. Không biết, hả? Không biết, mới rửa à, giờ em rửa một cái mới được. Rửa sơ nó một cái. Không biết rửa sơ có để cho nó ráo nước không nữa. Chứ giờ nó dơ lắm. Lần đầu tiên nổ bắp, không biết nó nổ không, Ngân nổ thử nha. Ông xã Ngân nói sao sáng giờ em không rửa, phơi cho nó khô, ướt quá sợ nổ không được. Ăn, su su với Mimi ăn, mà gâu gâu không ăn. Nó mùi giống như thức ăn vậy đó, hai con này khoái lắm. Gâu gâu nó nghe mùi rồi nó chạy rồi. Rồi xong, đi vô nổ bắp thôi. Đi nổ bắp thôi đây. Ngân rửa xong rồi nè, nhưng mà nó ướt quá. Ngân đang chuẩn bị đồ nghề. Bơ vô. Thank you.
lại thôi mọi người. Bơ với lại bắp á, thì Ngân đã cho vào trong nồi rồi, nhưng mà không biết nó có nổ hay không. Bây giờ mình đang ngồi chờ đợi. Đậy hồng lại, Ngân đã đậy hồng lại rồi. Mình bắt lửa nhỏ và mình chờ xem nó có nổ hay không. Sau một hồi Ngân rang bắp với bơ á, thì hình như Ngân thấy cái hộp bắp á, nó bắt đầu nó chín rồi, nhưng mà nó vẫn không nổ. Cái hộp bắp này có dấu hiệu là nó sẽ chín dần. Đây là thành quả. Wow, nở được một hộp anh ơi. Sao nó không nở mọi người? Nó phù cái hộp bắp nhưng mà nó không nở. Nó trái khét đen thui luôn rồi. Đây, nở được một hộp nè. Bắp này không có rang bơ được rồi. Đây là thành quả nổ một nồi mấy chục hộp mà nở được có một hộp à. Dù sao thì mình cũng phải thưởng thức thành quả của mình. Ôi trời. Rồi. Ngân phát hiện lúc nãy Ngân đã quên để đường. Và cái này nó chưa nở hết á, cho nên là cứng ngắc. Không ngon. Bỏ cuộc mọi người. Bỏ cuộc với món bắp rang bơ. Thật ra Ngân đang cập cảng giao hàng á. Mà hôm nay chủ nhật, hôm nay cảng không có làm hàng. Mấy ông tèo xà lan của Ngân bây giờ đang chà xét cái đường rầy. Đó, bữa giờ giao được nhiêu đây rồi nè. Giao bằng cái móng hút á, hút lỗ. Đây, trên đây là cái móng hút nè. Đây là trên cầu cảng. Hôm nay nghỉ không có làm. Bây giờ mình đang chà cái đường rầy này nè. Cái này gọi là cái đường rầy kéo hầm á. Thì năm nào mình cũng chà sơn hết á. Chà cái này là màu này là sơn màu L2 nè. Bây giờ mấy ổng chà hết luôn để mà sơn màu xanh dương này luôn. Ngân sẽ sơn màu xanh dương này luôn, không có sơn L2, nó sơn 2-3 màu làm cực quá. Thì này chà xả ra sơn L2 luôn. Đây. Tèo bự đang chà nè. Có ông xã Ngân nữa mà như ông xã Ngân đi pha sơn rồi. Sớm giờ ông xã Ngân chà phía bên này. À, phía bên này chà xong rồi. Đây. Cho mọi người xem nè. Chà ra cái nào bị xét á thì mình sẽ dặm. Rồi không xét á thì mình sẽ lên màu luôn. Cái này là mấy ông quơ cước hết rồi đó. Đây. Có mấy cái đốm này nè. Cái đốm này bị nổ nè là phải sơn lên, sơn chống xét lên. Này loại sắt rồi. Mấy cái này nè. Ôi cái này sao không gỡ ra ta. Cái này bị nổ nè. Cái này cũng phải sơn L1, L2 lên nè. Sơn chống xét lên. Ông xã Ngân chắc đang ra trước pha nước sơn á. Là Ngân bữa giờ Ngân giao thì được
Thì này ngon chỏ 1.500.000, mà giao bữa giờ chắc cũng được khoảng 900 tấn rồi, còn khoảng 600 tấn nữa mới xong. Phía ở đây ngon làm tới 2 máng lần. Ở phía sau này thì làm bằng cái máng hút, đây cái máng hút này, còn ở phía trước này thì xúc túi jumbo nè, làm 2 máng luôn. Xúc túi jumbo thì mình sẽ làm bằng cường cẩu. Tới công nhân xuống dưới đây nhiều dữ lắm, làm tay á, ở đây là làm bằng thủ công. Ở trước đang quay máy đèn chắc ồn lắm mọi người ơi. Quay máy đèn để trà, Xà Lan mình có sử dụng năng lượng nhưng mà con không có xài. Hiện tại bây giờ thì hai nắp hầm á, 8 nắp hầm thì dồn ra 2 đầu. Đây là ở phía trước mũi nè. Còn đây là phía sau lái, dồn ra hết 2 nắp hầm 1 để mình trà ở chính giữa. Thì mình trà mình sơn xong ở chính giữa này thì mình sẽ dồn 8 nắp hầm vô chính giữa và mình sẽ trà sơn 2 đầu. Buổi sáng này không biết làm xong cái này nổi không, nếu mà xong nổi thì buổi chiều mình sẽ làm cái 2 đầu để ngày mai mình làm hàng luôn. Đó, Úc Quy trà bên kia nữa kìa. Anh Nguyên với Úc Quy trà, chắc ông xã ngân sơn quá, chia ra làm cho nó nhanh. Sơn chống xét. Sơn là vô nhắc không đủ à. Không đủ hả? Họ có thùng bự kia còn có miếng đó. Kiểm tra kỹ hết chưa? Hết chưa? Hết luôn rồi. L2 còn nhiều không? Hai nhóc. Này L3 màu gì vậy? Màu đỏ hả? Này không đơn. Đỏ, đỏ cam. Sơn đại mình xin vô đi, không đủ lấy là này sơn lên đại. Sơn hai màu luôn hả? Chứ giờ không đủ sơn rồi sao không lẽ bỏ? Cái này còn nhiều không? Đây là màu nhóc. Vậy mấy vậy sơn là hai như bình thường đi, qua năm mới lên màu. Cái sơn xanh dương đi, hết dương gì đấy. Hôm nay cái muỗng múc anh có cái muỗng mà. Ôi. Đây có con bé bò xuống uống nước nè. Bò xuống uống nước xong. Con này con bò con. Này con nghé mà nhưng mà bự hơn nghé một xíu. Bò. Trên kia có con bò mẹ kìa. Đó. Khôn ghê trời. Đi xuống sông uống nước sông luôn. Trời ơi, nguyên đàn bò ở trên kia nhiều lắm. Ở phía trước mũi có 2 chiếc ghe siêu khủng luôn nè. Chiếc ghe này 1.000 mấy tấn á. Chiếc ghe bự đó 1.000 mấy tấn. Còn ghe nhỏ này thì nhỏ hơn. Người ta cũng đang làm, người ta cũng đang chép chai nữa kìa.
ghê chưa, trên cái mặt ngầu ghê chưa, cho là cho ca nước gì trên bà thị trưởng, nước gì, uống nước gì, canh muối hay gì? Trong phích canh muối không là không biết được cái giống gì không mà đòi hỏi quá, đòi hỏi gì, cho nước trà đá uống là quý rồi đó. Để cho không biết đắt thê coi. Bên kia thì anh Nguyên với Quy đang trà, còn bên đây thì chờ tới chiều chắc Sơn cái gì ha, anh đâu làm kịp hai đầu kia, đâu làm kịp. Mốt đi xà lan nổi về mình làm tiếp, làm được nhiêu làm, chứ làm giờ tới chiều là nó giờ tới chiều chắc lên màu được cái này à. Sơn là một, xong cái chút sơn là hai lên nữa, chiều chiều mới lên màu. Ôi ôi mọi người ơi, ngon, có bột cộng dây neo lái nè, nguyên một đám lục bình này, nguyên một đám lục bình dính vô rồi, mốt mà quay neo lên lấy cái cộng dây này thôi cũng mệt mỏi. Hôm nay trời quá trời nắng luôn. Thời gian mình thì hôm bữa mang đi chuyến gạo thì đã trà sơn xong hết trơn rồi, còn mấy cái đầu hầm ha, còn mấy cái đầu hầm đó, mấy cái đầu hầm này nè, nắp hầm thì anh Nguyên với Huy đã dặn hết rồi, còn mấy cái đầu hầm nè, cái chỗ này với lại ở trên á, trên nghe mấy cái mí hầm với nhau á. Giờ ngon đi vô làm cho mấy ông thợ ly chanh muối ha. Nãy giờ ngon nấu cơm trong nhà, bữa nay cho ông thuyền trưởng phơi nắng một bữa. Nói đây ai trà, anh trà hả Quy trà? Trà sao có Quy chứ, trà lại anh trà xét hả? Trà có Quy vậy, trà trước lần cái Quy trà lại nó. Cái đường gầy này á làm cực lắm mọi người, lần làm lần khó, mình làm kỹ kỹ á cho nó đỡ, làm này cực lắm. Trà sơn lâu lắm, ông thuyền trưởng sơn từ sớm giờ cũng lâu lắm rồi đó, nó sơn từ từ cái chút cho nó lâu lắm. Theo yêu cầu của ông thuyền trưởng có một phích chanh muối, làm nó có lính vậy phải không? Này ngon quá bà thuyền trưởng ơi. Ngon không? Ngon. Chê dở cái chắc lần sau có uống ạ. Ông thuyền trưởng ông khoái uống chanh muối lắm. Ở lần nào ra rửa xà lan hoặc là ra làm gì cũng kêu cho ông phích chanh muối á. Cái bụng chưa sơn xong đó, ăn cơm không? Cơm đi chiều làm tiếp. Sơn bên kia luôn không? Hà ăn cơm luôn. Tới đó hả Đèo? Tôi quét nữa. Thạch không? Ông thuyền trưởng sơn được một bên.